Áo đấu Messi được dùng làm thảm chùi chân ở Paris. Áo đấu của Messi đã được dùng làm thảm chùi chân cho một quán rượu ở Paris sau khi ngôi sao PSG cùng Argentina đánh bại Pháp lên ngôi ở World Cup 2022. Messi đang được yêu mến tại PSG đã khiến người Pháp ghét sau khi anh làm tổn thương họ ở chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Chính xác thì Messi có 3 lần làm tung lưới thủ thành Hugo Lloris, bao gồm cú đúp trong 120 phút, quả 3-3 và sút thành công quả 11m đầu tiên cho Argentina trong loạt sút cân não, thắng Pháp 4-2 để vô địch World Cup 2022. Trong lúc hầu như cả thế giới mừng cho Messi cuối cùng cũng có chiếc cúp cuộc đời sau bao nhiêu năm tìm kiếm, thì các fan đội tuyển Pháp, trong đó không ít là fan PSG, cảm thấy bị tổn thương. Thậm chí, có chủ một quán rượu ở Pháp vì tức giận mà đã lấy áo đấu của Messi ở PSG làm thảm chùi chân. Không chỉ vậy, họ còn ghi hẳn lên cái dòng thông báo đặt ngay trước áo, hãy nhớ lau chân khi vào. Nhìn vào chiếc áo thì có thể thấy rất nhiều người đã làm điều đó. Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 12 Messi mới trở lại cùng PSG. Messi cũng được cho đáng lý anh nên ngăn đồng đội tuyển Argentina, thủ thành Emiliano Martinez với trò hề nhắm vào Mbappe trong lúc diễu hành xe ăn mừng. Bởi khi Martinez cầm con búp bê đồ chơi với hình ảnh là mặt của Mbappe, Messi đang cười thoải mái ngay bên cạnh. Có như vậy khi đội trưởng Argentina gặp lại Mbappe ở PSG mới không khó xử. Có thông tin, Mbappe quyết tâm rời PSG vào cuối mùa vì quá thất vọng lãnh đạo câu lạc bộ.